Chào bà con cô bác nha. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, mình đang đi ở ngoài chợ để mua cá, thả cá phóng sanh. Giúp cho cô Hòa ở bên Mỹ. Xin mời bà con cô bác theo dõi nha. Giờ này mình đang ở dưới chợ cá này, giờ này mình sẽ đi vô mua cá. À, vậy cá gì bán cá chê bán sao ạ? Cá chê 25.000 ký chú Toàn. Chê chép lộn luôn. Nãy chị bán tao 30.000 đó, giờ bán 25.000. Cá chép cũng 25.000 luôn hả? Ừ. Để chị bán nãy 30.000 đó. Rồi cái này cũng 25 luôn hả? Bắt mấy con này cho 25.000, con này nó chết rồi. À, cái này 25 luôn, hết luôn. Thì lấy mấy này để vô cho 25.000 thôi. Dạ. Yeah. Tại thả con này con kia đi đâu không? Nhưng cá chết thì chừa lại cho. Dạ. Yeah. Rồi giờ chị căng nghe em đi. Đợi em chút đi. Chị xách giùm em xuống dưới đi. Xin chào bà con cô bác nha. Hôm nay là nhân dịp rằm tháng Giêng, cô Hòa có gửi mình số tiền để mà thả cá phóng sanh. Hy vọng cá hôm nay mình thả được mang lại sự may mắn bình an cho gia đình của cô Hòa ở bên Mỹ. Giờ này mình sẽ thả trước hai cái chọt này. Dạ, 50.000 hả cô? Có ba cá chê để bắt không? 620 rồi, giá cho tiền kia. Là 700. Nào thầy đó. Vậy là 6 con lên cái này. 300 nữa chị. Dạ. Chị có hai con này thả đi quay này đi thả, cái này đi. Chị bán em nhiêu? 20.000 với áo luôn, show luôn. Thôi em cá rồi. Chị cho căng cái này cho em đi. Toàn. Còn chị bán nhiêu? 30.000 à, nó bự hơn nè, cái chứ. Đó là 70, này 2 trái, kia 5 trái. Là 1 ký hả? Ừ. À, rồi 70. Còn đá mấy tép luôn nữa. Rồi rút đi. À, trả này lại. Dạ. Cái này 2 kg mấy, đến 2 kg thôi nè, chị cho mấy tép lên luôn nè không? Này bây giờ tôi có sốc lên nè tao. Tép nè. 60.000. Có cô luôn. 60.000 bạc hả chú ta? Chị cái căng đó chưa? Chưa, em đi căng nè. Thả mớ này không? Để thả mớ này không? Mất ngon hả? Luôn rồi gì đó vô luôn đi. Dạ. Em thả mớ ống luôn đi, 20.000 kìa. Thôi em thả cá trước đi. Làm xong thả cái chết mà. Để 800 gram nè chú, 800 gram. Lố rồi. Chưa trái em chưa cắn. Nè lương nè em. Thôi để từng người trước đi. Mua cá trước nè. Cá lóc nữa nè, cá lóc nhỏ xíu lắm nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị bưng dưới cho chú thả nha. Gọi 11 ký này chơi trời nè. Rồi rồi, với con kem đi. Nè, cái lớp đậm nè. Rồi các em chơi cỡ 7 ký nè. Tổng cộng là nhiêu? 17, 18 ký hả? 200 ngàn thôi. Rồi đi. Cái này là 11 ký, đây còn 6 ký rưỡi thôi. Anh tính cái này đây 11 ký. Thôi để chị em. Còn 10 ký gỡ đây. Mua cái này trước đi. 10 ký gỡ chứ 17 ký. Rồi đó. Là nhiêu tổng là nhiêu? 10 ký gỡ là 10 13 10. 7 ký gỡ. À 7 ký gỡ. Bên đây là chú Toàn đi bên đây nè chơi. 17 ký gỡ. Rồi rồi. Đây 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 đổi đổi vô này giùm nha em ơi. Nè cái lớp này nè có 600 thôi. Đồng chưa, chưa, chưa. Dạ, chị đi tiếp dưới đi. Xong. Rồi đó, đổi xong hay chỗ nào? À, biết rồi, hỏi chú rồi, chú còn bao nhiêu? Đó hay gì cho đó cha. Mấy cá lên vợ tôi dùm đấy. Còn nữa không? Có anh em muốn hả? Còn. Cô chị 100 ngàn phải không? Để đó chị kia chị kia chị thầu lại em đưa vậy. Em nhớ tiền chị nè. 430 thôi 70 thôi. Ai đó ta? Giờ chưa tính nữa. Sốc chưa rồi đó. Con này còn dư tiền, cái này có chị mà 7 cái mấy là tính là 600 ngàn thôi cá đồng. Dư tiền nó tiếp lưng chị. Chưa còn 10 ngàn nữa. Giấc này mình tiếp tục thả mấy cái sọt cá này bà con ơi. Hy vọng đợt cá hôm nay mình thả được mang lại sự may mắn bình an cho gia đình của cô Hòa. Cái này là nhiêu? 2 cái rưỡi. Đây thì thôi các chị ra đó. Là nhiêu tiền? Cái 25 kia 12 ở 7 ăn 35 ngàn bán nè. Ra đây. Bán đảo nó nhiều không? Mày lấy không mà mày lấy cái gỗ người ta luôn coi chứ. Kìa, ba qua con. Nghe luôn mắt nó cho hoài, ba con được không? Rồi gỡ cho nhìn em đi. Rồi chị cần đi 35 ngàn đó. Hãy bán cái nào 35 ngàn hãy qua. Trời ơi, chạy ông xin mặt chị đó. Con này cũng chết với chị nè. Ai gặp con cá này nhau. Cá đó mình đi được không? Đi tầng hả? Cái này ngàn tế. Thôi mua chẳng 20 ngàn đi. Cái này là 6 cái rưỡi đây. Rồi chút chị thả luôn ha. Rồi rồi chị thả luôn đi. Hai cái chép thôi.
hai con này hả? Dạ. Con mượn con trứng luôn đi. Trứng dạ. 5 triệu. Con cá này mấy chục ngàn hả con? Con này có trứng nè. Biết rồi, món này đi. Sáng giờ món này nhiều người nha. Anh đặt cho. Dễ đi. Hết luôn đi, cho đi luôn đi. Xin chào bà con cô bác nha, nhà này mình thả thêm mấy con cá chép này nữa là xong. 100 đô cô quà gửi cho mình thả cá dịp rằm tháng giêng. Hy vọng cái đợt cá mình thả hôm nay mang lại sự may mắn bình an cho gia đình của cô quà ở bên Mỹ. Cá chép này nó có chất không? Thì mình xin chào tạm biệt bà con, hẹn gặp lại bà con cô bác trong những clip sau nha. Cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi.